giữa các trận mưa lớn chưa từng thấy ở Bắc Kinh, đài CCTV ghi nhận, lực lượng cứu hộ và công nhân đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ giải cứu nghẹt thở kéo dài 105 giờ ở một nhà ga khu vực ngoại thành thủ đô Trung Quốc. 1.000 hành khách đã được cứu sống như thế nào sau hơn 4 ngày bước trên làn ranh sinh tử. Và khi thảm kịch mưa lũ dần đi qua, nỗi đau vẫn ở lại, hơn 30 người thiệt mạng, đồng thời giới chức cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ảnh hưởng của mất mùa, kéo theo lo ngại về an ninh lương thực. Nguy hiểm ập tới từ khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 7 đến 7 giờ sáng ngày 2 tháng 8. Trong thời gian đó, Bắc Kinh đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc dữ liệu vào 140 năm trước. Những trận mưa như trút nước ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc đã gây ra lũ lụt bất thường. Giữa lúc này, đoàn tàu K396 từ thành phố Vũ Hán ở khu vực Nội Mông đến thủ đô đã được yêu cầu tạm dừng ở nhà ga bên ngoài quận Phong Đài của Bắc Kinh để tránh bão lũ. Tuy vậy, mưa lớn liên tục đặt ra những thách thức khó lường, khiến đoàn tàu kẹt cứng trong 4 giờ đầu tiên. Hàng nghìn hành khách tỏ ra hoang mang và không có đủ thức ăn. Người lái tàu Giang Long kể lại tình hình lúc đó. Chúng tôi quyết định bố trí 6 nhân viên, trong đó có tôi và 2 nhân viên nam khác cùng nhau túc trực, giám sát tình hình trên tàu. Bất chấp cơn mưa xối xả, chúng tôi đi bộ sang phía bên kia nhà ga, băng qua đường rây để lấy đồ tiếp tế. Trưởng ga giải thích rằng đường dây điện trên cao mang dòng điện 27.000 V là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt giữa những cơn mưa không ngớt. Khi nhân viên đường sắt cầm củi mang thức ăn lên tàu, họ nhìn thấy các hành khách đã chen chúc chật kín xung quanh bếp, khiến tình hình đôi khi rất hỗn loạn. Đến hôm sau, 31 tháng 7, mưa lớn vẫn kéo dài. Các quận phía tây của Bắc Kinh gồm Mông Đậu Cầu bị ngập nghiêm trọng. Trưởng tàu Giang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cung cấp bữa sáng cho hành khách với nguồn nguyên liệu hạn chế, chỉ còn 10 kg khoai tây và một ít gạo. Bất chấp thách thức, ông đề cao nhu cầu của hành khách lên trên hết trong thời điểm khó khăn này. Buổi sáng hôm đó mang lại một tia hy vọng khi một số những đoạn bị ngập lụt của tuyến đường sắt Phan Sa đã được sửa chữa, có thể cho phép các đoàn tàu đi qua. K396 và một đoàn tàu khác đã cố gắng khởi hành, nhưng sự lạc quan chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Trước khi các đoàn tàu có thể rời ga, nước lũ dữ dội đã gây thêm nhiều vụ lở đất nghiêm trọng hơn, buộc các tuyến tàu tiếp tục dừng lại. Tệ hơn nữa, từ chiều 31 tháng 7, tàu K396 và ga Lubolin bị gián đoạn tất cả hệ thống liên lạc với bên ngoài, nghĩa là họ bị cô lập giữa lúc thiên tai hoành hành. Cùng lúc đó, các đội cứu hộ của thủ đô Bắc Kinh nỗ lực tiến về phía đoàn tàu mắc kẹt thông qua đường bộ, đường sắt vào khu vực đồi núi. Tình thế còn nguy hiểm hơn khi mực nước tại hồ chứa Lubolin liên kề với nhà ga đã tăng nhanh, vượt quá giới hạn lũ. Điều nguy hiểm là nếu đập hồ chứa bị vỡ, đoàn tàu K396 này sẽ lao thẳng xuống hồ chứa. CCTV dẫn lời ông Ma Rusin, trưởng ga Lubolin, cho biết. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngành đường sắt và chính quyền địa phương đã phối hợp tiến hành sơ tán khẩn cấp gần 1.000 hành khách trên tàu đến tá túc ở những cộng đồng gần đó. Thật may mắn là người dân địa phương đã cưu mang và đón tiếp đồng hậu, cung cấp nơi ăn, chỗ ở cho những hành khách phương xa phải lưu lạc giữa thiên tai mưa lũ. Trong khi đó, dù nguy hiểm không ngừng gia tăng tại ga Lubolin, các đội cứu hộ vẫn tiến về phía những đoàn tàu mắc kẹt. Họ gặp thách thức chất chồng, ngoài việc các đường hầm không thể đi qua, một cây cầu đường sắt bị hư hỏng nghiêm trọng cũng chặn đường đội cứu hỏa của thủ đô Bắc Kinh. Ông Fu Jie, phó giám đốc cơ quan cứu hỏa và cứu hộ Bắc Kinh cho biết, mặc dù cây cầu đường sắt này trông có vẻ như đi qua được, nhưng khi chúng tôi đi bộ trên đó, chúng tôi phát hiện ra rằng bên dưới các thanh dàn đường sắt, cây cầu hoàn toàn lơ lửng trong không trung mà không có nền móng bên dưới. Sau hành trình mệt mỏi, tốn 7 giờ đi hành quân qua quãng đường chỉ dài 20 km, đội tìm kiếm cứu hộ cuối cùng đã tới được địa điểm mà đoàn tàu K396 bị mắc kẹt vào lúc 16 giờ ngày 1 tháng 8. Sự xuất hiện của đội cứu hộ đã mang lại hy vọng và niềm vui cho tiếp viên tàu hỏa họ Triệu, người từng đứng lên ghế kêu gọi các hành khách bình tĩnh trong vài giờ đầu mắc kẹt. Cô Triệu sau đó háo hức báo tin vui cho mọi người rằng họ đã được giải cứu. Khi đội cứu hộ đến nơi, chúng tôi nhìn thấy tia hy vọng. Tôi bắt đầu hét lên với các hành khách, họ đến cứu chúng ta. Vào thời điểm đó, tôi thật sự cảm thấy chúng tôi đã cầm cự đủ lâu, chúng tôi đã được cứu rỗi, cô Triệu nói. Đêm 1 tháng 8, khoảng 500 cảnh sát vũ trang đã đến ga Lubolin để tăng cường nỗ lực cứu hộ, cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết, bao gồm thực phẩm, quần áo và thuốc men. Đến rạng sáng 2 tháng 8, với sự hộ tống của lực lượng cảnh sát vũ trang, 300 hành khách đầu tiên của tàu K396 bắt đầu di chuyển xuống núi. Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, sau khi bị mắc kẹt trong 3 ngày đêm, nhóm hành khách đầu tiên cuối cùng đã an toàn đến quận Nội Thành, Phong Đài, Bắc Kinh. Một đêm nữa trôi qua, đến rạng sáng ngày tiếp theo, 3 tháng 8, sau 105 giờ khó quên ở tại ga Lubolin, cô Triệu cùng với những hành khách cuối cùng của tàu K396 cũng được giải cứu. K396 và một đoàn tàu khác mắc kẹt ở quận Môn Đầu Cầu trong những ngày mưa lũ lịch sử đã được giải cứu thành công. Khi bước xuống, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, hạnh phúc.
Cuối cùng chúng tôi đã có thể thoát ra. Tôi ôm lấy các hành khách, chia sẻ niềm hân hoan khi đã cùng nhau vượt qua một kiếp nạn. Cô Triệu chia sẻ. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh với cây trồng và vật nuôi trong lúc nước lũ đang rút dần ở các vùng nông thôn miền Bắc nước này. Song song đó, một số thành phố vẫn chật vật để khôi phục nguồn cung cấp nước uống sau trận mưa lũ tồi tệ nhất 6 thập kỷ khiến ít nhất 33 người tử vong. Tờ Beijing Daily trích số liệu từ giới chức Trung Quốc tính đến ngày 8 tháng 8. Trong khi đó, 18 người khác vẫn mất tích. Tỉnh Hà Bắc nằm cạnh thủ đô Bắc Kinh trong vài ngày qua đã hứng chịu lượng mưa bằng mức trung bình cả năm do ảnh hưởng của hai cơn bão liên tiếp. Khi bão đi qua, vụ mùa thu và các thiết bị nông nghiệp bị tàn phá nặng nề. Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện yêu cầu giới chức địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống và kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch bệnh do động vật chết, sâu bệnh và côn trùng gây ra. Bộ trưởng Đường Nhân Kiện đưa ra bình luận sau khi thị sát các khu vực chịu thiên tai vào ngày 8 tháng 8. Ông chỉ đạo tìm cách nhanh chóng rút nước lũ từ cánh đồng để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời phải đảm bảo vụ lúa mì mùa đông không bị ảnh hưởng. Mặt khác, các trang trại chăn nuôi trên khắp tỉnh Hà Bắc cũng đã chịu tác động nghiêm trọng với nhiều đàn lợn, cừu bị cuốn đi trong nước lũ. Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Nông nghiệp, ông Đường nhấn mạnh, các sở nông nghiệp và nông thôn các cấp nên đánh giá chính xác tình hình thiên tai mà người nông dân đang trải qua, giúp giải quyết những khó khăn thực tế và ngăn chặn nghèo đói hoặc tái nghèo do thiên tai. Tại Trác Châu, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Hà Bắc, các công nhân trong bộ đồ bảo hộ đã phun thuốc khử trùng tại các khu vực đông dân cư để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Tân Hoa xã cho hay. Bên cạnh đó, nguồn cung cấp nước sạch đã bị cắt ở một số khu vực nông thôn cũng như ở các thành phố của tỉnh Hà Bắc như Thạch Gia Trang. Tại đây, các đường ống và giếng nước bị phá hủy trong lũ lụt, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã tuyên bố phản ứng khẩn cấp để nhanh chóng khôi phục nguồn cung cấp nước uống, bao gồm thiết lập các điểm cung cấp và gửi xe chở nước. Ngay cả ở Bắc Kinh, một nhóm gần 600 người cũng đang chạy đua với thời gian để khôi phục nguồn cung cấp nước uống ở các vùng nông thôn. Bắc Kinh cũng đẩy mạnh công tác phục hồi và tái thiết. Các nỗ lực tập trung ở ba quận ngoại thành là Phong Sơn, Mông Đầu Cầu và Sơn Bình. Chính quyền thủ đô Trung Quốc đã tiến hành 6 hoạt động đặc biệt, gồm nạo vét, cải thiện môi trường và đảm bảo an toàn nước uống. Theo Beijing Daily, đợt mưa lũ cuối tháng 7 đầu tháng 8 ở miền Bắc Trung Quốc ảnh hưởng tới gần 1,3 triệu người, khiến 59.000 ngôi nhà bị sập cũng như tàn phá nghiêm trọng 147.000 ngôi nhà khác. Nhìn chung, khu vực Đông Bắc Trung Quốc được biết đến là phượng ngũ cốc lớn của nước này, đang thực hiện các nỗ lực cứu trợ thiên tai trong sản xuất nông nghiệp, bao gồm tăng cường quản lý đất nông nghiệp. Các chuyên gia hôm 8 tháng 8 đánh giá rằng, đợt mưa lũ chỉ gây tác động hạn chế đối với toàn bộ sản lượng ngũ cốc trên toàn Trung Quốc. Bộ Tài chính cùng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc ngày 8 tháng 8 đã khẩn trương phân bổ 732 triệu nhân dân tệ, tức hơn 101 triệu đô la Mỹ trong quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ 9 khu vực cấp tỉnh bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Cát Lâm, Hắc Long Giang, v.v. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 8 tháng 8 cũng vừa chủ trì một cuộc họp tập trung vào kế hoạch dài hạn để xây dựng các cơ sở hạ tầng có thể ứng phó với lũ lụt, hạn hán. Tỉnh Hắc Long Giang chiếm 11,3% tổng sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc năm 2022. Vào đầu tuần này đã công bố kế hoạch cứu trợ thiên tai cho các khu vực sản xuất nông nghiệp chịu lũ lụt. Giới chức Hắc Long Giang cũng quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp như tăng cường kiểm soát sâu bệnh và quản lý đất nông nghiệp. Trong bối cảnh biến động giá lương thực toàn cầu kể từ cuối tháng 2 năm 2022, đợt lũ lụt vừa qua càng khiến người dân Trung Quốc lo ngại về an ninh lương thực. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng tác động của lũ lụt chỉ ở mức giới hạn. Trung Quốc có thể đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước và duy trì phát triển ổn định về sản xuất ngũ cốc, theo Cơ quan Dự trữ Chiến lược và Lương thực Quốc gia hồi tháng 5 cho biết. Do đó, Trung Quốc không phụ thuộc nhiều vào thị trường lương thực quốc tế. Một chuyên gia từ Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc nói với Global Times hôm 8 tháng 8, 124 tiết khí của Trung Quốc tiết lập thu năm nay vào thứ Ba, ngày 8 tháng 8. Theo truyền thống xứ Trung, sản lượng ngũ cốc mùa thu chiếm 3/4 tổng sản lượng ngũ cốc hàng năm của đất nước tỷ dân. Vì vậy, các khu vực sản xuất ngũ cốc chính đang cố gắng hết sức để đảm bảo thu hoạch ngũ cốc mùa thu như kế hoạch. Lũ lụt vẫn đang diễn ra ở lưu vực sông Tùng Hòa, khiến 85 con sông vượt mức khẩn cấp. Do đó, các khu vực chứa lũ vẫn đang chịu áp lực, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đầu tuần này thông báo. Đối với nhiều người dân, mưa lũ dần qua đi, nhưng sự mất mát và nỗi buồn còn ở lại. Reuters hôm 8 tháng 8 cho biết, các công nhân đang làm việc cực lực để dọn dẹp một kho sách khổng lồ bị ướt sũng khi bão Dokuri càn quét Trác Châu, tỉnh Hà Bắc. Bà Ngô, người làm việc ở kho sách, chia sẻ rằng các nhân viên cảm thấy đau lòng trước sự mất mát to lớn ở kho sách mà bà nói là kết quả của nhiều năm làm việc chăm chỉ. Trác Châu là một trung tâm lớn của ngành xuất bản Trung Quốc, nhưng nhiều công ty xuất bản và kho sách của địa phương đã chịu thiệt hại lớn trong trận lũ lịch sử, ước tính tổn thất lên tới hàng triệu đô. Bookschina.com, một cửa hàng sách trực tuyến, hồi tuần trước cho biết hơn 4 triệu cuốn sách của họ ở một nhà kho đã hoàn toàn chìm xuống trong nước lũ.
Đợt mưa lũ vừa qua ở Trung Quốc có thể xem là hồi chuông cảnh báo cả thế giới cần quan tâm, chú ý hơn về công tác phòng chống và ứng phó với thiên tai. Những câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại Góc nhìn quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lúc 6 giờ sáng mai.